Bà đi đâu mà nắng vậy bà? Bà đi đâu? Bán hết chưa bà? Chưa. Mua bà tiếp bà cho tiền bà mua gạo bà ăn. Bữa hôm đưa tiền cho bà rồi. Chưa đâu. Bữa đưa bữa hôm trên xe Phương Ngân á, nhớ không? Ừ, nhớ rồi, nhớ hai cháu rồi. Nhớ hai cháu rồi ha. Mai không có nữa hả? Sao cho bà nó tắm đi. Cho nửa tắm nữa hả? Ừ. Em tập thuốc bà không? Ô, dạ. Bà mừng quá tay. Bữa hôm mua gạo chưa? Mua rồi. Mua được bao nhiêu ký? Có 40 ký à. Sao 40 ký thôi vậy? Ừ, nó đắt. Nó giờ 13 ngàn ký. Mua 40 ký, biết ăn biết khi nào cho nó hết. Cái hàng đó quên bà ăn dữ lắm. Mới không ai nung bà nấu hết, bà phải đi làm bà ăn à. À. Hôm nay vẫn bán các cái loại rau tương tự ha. Bây giờ con đi dưới chưa? Dưới nào? Dưới xe Ngân á. Ê Vân Ngân không có bà cho nên con đi lên đây đó. Lên dưới bà không? Dạ. Ừ, quá hả? Bà bán cứ hai chỗ này vậy đó hả? Ừ, bà bán có hai chỗ này. Dạ. Lâu này có ai ghé cho bà cái gì không? Không. Có đi đường. Dạ, người ta đi xe, người ta thấy người ta cho đó. Hôm nay cho bà được chục ký gạo. Xe du lịch nè. Dạ. Ở đâu trên Đồng Tháp á, nên chúc cho bà 5 ký. Rồi đi đường này cho 5 ký thì được chục ký. Đó, người ta coi clip á. Người ta hỏi bà ở chỗ nào đó. Ừ, đúng rồi. Đúng luôn ha, ừ, đúng. Mừng ha. Ừ, con nhỏ đó nó cũng ở đâu biết. Mà nó cũng cho bà 5 ký một chục cơm. Nó là con trên mạng gì đó, con thấy bà. À, có trên mạng thấy bà đó. Ừ, nó là thấy bà. Còn trong lát em cho bà một chục cơm là với 5 ký gạo đó. Vậy là mừng rồi. Ừ, bởi vậy. Dạ, thôi hôm nay có cái em... Hôm nay cho bà tiền mua gạo nữa, nhưng mà của người khác cho chứ không phải của con. Vậy á? Dạ. Vậy cho bà 2 tấn nữa. Dạ, từ từ. À, của cái chị Trần Thiện Thùy Linh ở bên Mỹ gửi cho bà 50 đô là được 1 triệu 160 ngàn. À, anh Minh, chị Tuyền, chị Yến, chị Loan ở bên Canada gửi cho bà 1 triệu 460 ngàn. Được tổng cộng là 2 triệu 620 ngàn. Nhiều lắm á bà, gấp 4 lần bữa hôm luôn á. Đâu có phải của con đâu, của mấy anh chị họ gửi. Con. Dạ. Con hai cháu. Đây là một tờ giống như bữa hôm nay bà. Ừ. Đúng không? Ừ, đúng. Mà đưa tới 4 tờ như vậy á, đây 2 tờ. Ừ. 3 tờ. Hôm nay bà hên quá ha. 4 tờ. Dạ, 4 tờ đúng không? Ừ, dạ. 4 tờ. Hết. 5 tờ. Ừ. À, là bữa hôm con đưa cho một tờ mà giờ đưa tới 5 tờ luôn á. Ừ, con mang ơn hai cháu. Dạ. Rồi 5 tờ là 2 triệu rưỡi. Đây là 2 triệu 620 ngàn, đây thêm 120 ngàn nữa. Ủa, hai cháu đáng ủng hộ bà vợ Tết nha. Ủng hộ giờ đến Tết. Ờ, vợ Tết, vợ Tết cho bà dành nữa để bà mừng quá. Ủa, dạ con không biết nữa thì con có thì có, vẫn có thì thôi chứ. Không sai, có nói gì. Dạ. Con lo ủng hộ bà được gì bà mừng. Con cũng hai cháu cũng được có quá phước ha. Dạ, cái này có phước gì đâu, con đi con gặp bà thì con quay thì mấy anh chị có cho thì con mới đem tới, còn không cho thì thôi con không có biết. Ừ. Con không có hứa gì hết á. Ừ. Đôi khi đời đến Tết nữa gặp bà nữa chẳng hạn. Dạ. Dạ, cho nên con không có hứa trước gì hết á. Ừ. Đi đồng đồng ra vậy chứ biết nhà bà đâu đó. Dạ. Không gặp bà ghét cho bà. Dạ thì nếu mà có ai thương tình thì con mới ghé. Ừ, rồi ghé chứ sao. Dạ. Ừ. Thôi vậy thôi con đi nha. Ừ. Dạ. Thôi bà đi bán tiếp đi. Ừ, thôi bà mang ơn quá ha. Dạ, cất tiền vô cũng mất á. Cất đi. Ừ. Cất vô đi cục kiện, người ta coi được, người ta lấy giờ á. À, có 2 triệu rưỡi cũng ít cho nên bà nhét vô kỵ thì thôi mình đưa bà ngoài chỗ bán rau luôn, không có phải chở bà về nhà. Ừ. Bà cất được không vậy? Được chứ. Lỡ nó móc túi nó lấy thì sao? Không có đâu. Bà bỏ quần bà chứ, thảo giờ bà nó Phật chứ chưa có ai mà làm bà đâu, mình ta biết bà đâu có tiền. À. Người ta biết có tiền người ta bị hoài. Vậy mới lượng nó coi được clip nó thấy bà có tiền nó lấy sao? Nó coi gì nó cũng biết bà chứ bộ nó không biết hả? Biết còn nó lấy sao? Cho nên về nhà cất cho kỹ nha. Bữa nay giờ được nhiều đây gì luôn, đâu có lần nào mà 500, 200, 100, 50. Rồi về cất cho kỹ nha. Ừ, quá cháu này là ngon nhất nè. Cháu này ngon nhất. Ừ, hai cháu này ngon nhất nè. Chưa có ai đụng cho hai cháu rồi. Rồi vậy thôi bà đi bán tiếp đi, con đi làm đi. Rồi. Con chào bà nha. Dạ. Dạ.
Dạ, chú coi. Vậy thôi con đi á. Dạ. Hình nhà con người. Ba ơi. À con chào ba. Dạ, con mấy đợt trước con vô con. Dạ, nó biết rồi bà ha. Dạ. Nhà hôm nay có người hả bà ha? Có mấy anh chị về hay sao hả? Có mấy đứa cho cô. Mấy cháu hả? Dạ. Bà đi bán về lâu chưa? Mới có giờ mà cha nó tay nó nổ bùm bùm. Dạ. Dạ. À con hôm nay con về Mỹ Tho đó, con ghé thăm bà đó. Dạ. À bà biết rồi ha, nhớ rồi ha. Dạ. Được rồi, cảm ơn con. Lâu nay có ai ghé thăm bà không vậy bà? Dạ, có ha. À cho mấy bộ đồ, cho cái giỏ mới à bà ha. Dạ. Hôm nay con ghé thăm bà, có cái chị Ngọc ở cái đại lý ga Huy Hoàng ở trên Tây Ninh á, có gửi cho bà 1 triệu. À, thì con đem vô cho bà. Dạ. Dạ. Chị là cháu của bà hả chị? Chị là cháu hả? Dạ. Đây con gửi tiền cho bà nha. Đây 1 triệu bà. Dạ. Dạ, còn cái chị Ngọc ở chỗ đại lý ga Huy Hoàng ở trên Tây Ninh gửi cho bà đó, thì con đem vô cho bà. Dạ. Dạ. Ở cái anh cháu hôm nay đi làm hả bà? À, còn đây là mấy người này là con của ảnh hả? Dạ. Hai đứa nhỏ. Con chị đó là vợ hay sao rồi bà? À. Thôi vậy thôi con đi nha bà. Con ghé thăm bà cái rồi con đi. Dạ bà cất tiền kỹ nha. Dạ vậy thôi con đi á, con chào bà. Dạ. Anh ơi. Dạ. À, em chào anh. À, bà đâu rồi anh? Má ăn sao? Má ơi. Có ăn sao đi vô nè. Rồi, chào anh. Dạ. Ghế uống nước thảo. Dạ, bà đang làm gì ạ? Bà đang đi tiểu quá. À, bà đang đi tiểu. Chào bà ơi. Đi. Ghé xuống thăm con đi ghế này con ghé thăm bà Thảo á, Thảo thì rồi ghé bà ấy. Chắc từ từ để bà tới. Dạ đâu còn được, bà ra ghế, ra giường ngồi được nè. Ở đây mới biết á. Dạ. Em, bà nhớ con chưa? Nhớ, dần nha, hén lên nhớ. Dạ, dạ. Mấy bữa rồi bệnh quá. Dạ, thôi bà ngồi đi, bà ngồi cho khỏe. Dạ. Đi cũng được mà, ăn uống cũng được. Ồ vậy hả bà? Có đi bệnh viện không hay là mua thuốc uống thôi bà? Mua thuốc nhà uống không hả? Ha? Lớn tuổi rồi mà, chín mấy rồi mà. Tết này là 94 rồi đó ha. Dạ, Tết này 94 rồi. Cháu ghế ngồi cậu. Dạ thôi được rồi bà. Con tranh thủ con ghé thăm bà tí rồi con đi. Dạ. Dạ. Đi với ai vậy? Dạ đi với vợ con đó. Dạ. Con biểu vợ chơi vô cho biết. Dạ thôi được rồi, để xe giữ đồ ngoài á. Hỏi cậu mà không xuống đầu tiên không? Dạ đúng rồi, con xuống đầu tiên mà xuống lần thứ hai nữa đưa tiền đó. Bà nhớ chưa? Nhớ, mấy bữa ngày lần quá. Dạ lần quá hả? Lần quá mà mệt quá. Dạ. Dạ. Rồi anh sao đợt này khỏe không anh? Dạ. Dạ.
À, hôm nay em đi xuống đây luôn tiền đường có cái chị Hương ở bên New Zealand á, có gửi cho anh 4 triệu. À, mà luôn tiền mang xuống cho anh với bà ngoại để có tiền uống thuốc. Dạ, cho thêm 4 triệu nữa bà. Dạ. Dạ, của cái chị Hương ở bên New Zealand á. À, gửi cho hai mẹ con. Con đưa cho bà luôn á, em đưa cho bà luôn anh ha. À, dạ. Ai cũng được ha. Dạ, đây con gửi cho bà này 1 triệu bà. 2 triệu. 3 triệu đi bà. Rồi 4 triệu bà ha. À. Của chị Hương ở bên New Zealand gửi cho bà đó, cho hai mẹ con. À. Dạ. À, cảm ơn con nha. Vậy của chị đó cũng phải của con. Con đem xuống giúp thôi. À. Dạ. À. Thôi bà gắng giữ gìn sức khỏe nha. À. Mua đồ thêm mà ăn vô, thuốc men ăn vô. À, mấy bữa nay ăn uống không được bệnh dữ lắm. Dạ, gắng ăn vô. Dạ, gắng. Đi vô đi cầu đi không được. Dạ. Dạ. Thôi à, vậy thôi à. Dạ. Dạ. Thôi vậy thôi em ghé em gửi cái quà xong rồi em đi ha. Rồi em chào anh ha. Giữ gìn sức khỏe nha anh. Dạ. Vậy thôi con đi nha bà. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Khi nào có đi đâu nay có ghé ngoài kia không? Dạ không. Dạ. Thôi bây giờ con đi tỉnh khác rồi. Dạ. Vậy thôi con đi nha. Dạ. Rồi con chào chú. À, hôm nay con ghé con thăm á thì có mấy anh chị cho được ít tiền á thì con ghé con đưa cho chú. Dạ, để mà có tiền mà lo thuốc men cho bà cụ đồ đó. Dạ. Hôm nay chưa có lượm ve chai hả chú? Xe chưa về. Xe chưa về hả? Dạ. À, con hỏi thăm cái bữa hôm là nghe nói là hồi xưa là mình có tham gia cái chương trình gì đó vượt lên chính mình, lâu chưa chú? Lâu chưa bé? Lâu, 2015, 4 năm rồi hả? Hồi đó chương trình đó được nhiều tiền không chú? 69 triệu. 69 triệu, gửi ngân hàng ha. Khi mà mẹ bệnh nhiều quá thì đã lấy về lo thuốc á. Dạ. Để có mấy anh chị hỏi thăm vậy đó mà thắc mắc thì con hỏi thăm cho nó rõ. Dạ. Thì đây chú thì có mấy anh chị cô chú gửi cho chú được số tiền là 5.300.000. Là một cái chị ở Thụy Sĩ gửi 2.300.000. Chị Thảo Ti Di Hao ở Nha Trang gửi 2 triệu. Và một cái anh có pháp danh Giác Đức ở bên quận 7 gửi 1 triệu. Tổng cộng là 5.300.000. Rồi đây con gửi cho chú. À, chú coi đủ không dùng con cái nha. À, coi đủ không dùng con cái rồi cảm ơn. Dạ chú coi đủ không dùng con cái đi. À, dạ cảm ơn cô bác anh chị. Đủ chưa chú? Đủ không? Bao nhiêu tiền? 5.300.000. Dạ rồi vậy thôi thì vậy là chú gửi lời cảm ơn để con chuyển lời cho mấy anh chị cô chú họ coi được. Dạ vậy thôi đủ rồi chú ha, đủ số tiền 5.300.000 nha. Dạ vậy thôi chú để dành lo cho bà nội. Dạ cũng là cảm ơn bà con. Dạ cũng giúp đỡ cho mẹ với chú để gì lo mình cho mẹ cũng. Dạ rồi. Rồi vậy thôi chú ha. Rồi con chào chú ạ. Dạ, con chào cô chú. Đây bà khỏe à? Dạ, hôm nay bán được nhiều chưa chú? Nay còn ít, nay xong tự nhiên nó động gì cũng đến cố gắng. Dạ, sáng giờ bán được nhiều chưa? Sáng giờ bán mới được phân nữa. Phân nữa. Giờ còn khoảng 150. Dạ, bán 150 giờ. Thời gian nó cũng còn dài thôi, mình ráng cố gắng vươn lên. Dạ. Cơm nước gì chưa chú? Cơm thì mới xin cơm từ thiện xong em. À, người ta cho cơm từ thiện đây á hả? Cho cơm từ thiện. Dạ. Mỗi ngày cô chú sống cơm từ thiện không à. Dạ. Tới giờ thì mình cứ lợi lãnh. Dạ, họ cho cơm chay hay là cơm mặn? Cơm chay chú. Cơm chay ha. Dạ. Mình người đạo thành ra là tới nhà chay là mình phải dùng chay. Dạ. À đây là Tòa Thánh Tây Ninh đó chú hả? Đây là Tòa Thánh Tây Ninh. Dạ.
phía sau là tòa thánh Tây Ninh đó cả nhà. Sao mà ngày nào cũng gọi là có người ta họ đi đi đến khách thập phương mà em. À họ tới họ họ viếng chú hả? Trước là chiêm ngưỡng, sau nữa là những người người ta tín ngưỡng, người ta vô đấy người ta bái lại. Dạ, con thấy là ngày nào cũng có khách rồi hả? Dạ. Có nhiều người ta có cái nguyện ước là người ta cầu xin cái việc gì đó để người ta làm từ thiện đó. Dạ. Thì người ta cầu xin thì nó cũng kết quả, thành ra người ta tin tưởng cái chỗ đó. À dạ. À hôm bữa con quay clip cô chú lên á. Thì có mấy anh chị cho được số tiền 4 triệu đồng. À thì hôm nay con mang lên cho cô chú để có tiền thuốc men cho cô ha. Dạ. Dạ. Bây giờ trước mắt cũng thay mặt gia đình. Trước là trước Thảo sau ơn cũng thay mặt gia đình cảm ơn Thảo trước. Và cũng cảm ơn toàn thể những mạnh thường quân mà có lòng tự tâm để mà hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của mình. Cũng xin thành thật cảm ơn toàn thể quý vị hết. Dạ, dạ đây là cô Phấn, cô Thủy ở bên Úc gửi cho 150 Úc là được 2.430.000. À. Và một cái cô tên cô Mây ở bên Úc gửi 100 Úc là 1.620.000. Tổng cộng số tiền là 4.050.000. Ở đây con gửi cho chú hả? Cái gì chú? Dạ, chú coi đủ không? Chú coi đủ không dùm con với? Dạ, 450.000. 4 triệu chứ? 4 triệu 50 ngàn. À đúng rồi, 4 triệu 50 ngàn. Chứ nói 450 ngàn là con đưa thiếu à? Dạ. 4 triệu 50 ngàn. Dạ, rồi, vậy thôi chú để dành thuốc men cho cô ha. Dạ, dạ, dạ vậy thôi. Trước mắt cũng lo cái trị bệnh cho ông già, bị ông già qua nay bị cùm đá đó chú. Dạ. Đi bệnh viện khám mà bây giờ bác sĩ nói phải đi bệnh viện lớn để có cái điều kiện mà đục cái lấy cùm ra mới được. Dạ. Vậy cô chú bây giờ nghỉ ăn cơm đã hay sao? Bây giờ nghỉ ăn cơm rồi bắt đầu tiếp tục. Dạ, ăn cơm rồi đi bán ha. Rồi thôi con chào cô nha. Rồi, dạ. Rồi cũng cảm ơn Thảo nhiều nha. Dạ dạ, vậy thôi cảm con. Thảo nha. Con đi nha. Dạ.